Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tích hai lũy thừa cùng cơ số chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về lũy thừa, sau đó lấy ví dụ liên quan về tích hai lũy thừa cùng cơ số và cho các bạn công thức. Ok chưa? Rồi, lũy thừa là gì? Lấy ví dụ. Ví dụ như 3 nhân 3 thì các bạn sẽ biết được 3 nhân 3 ra 9. Ok chưa? Và người ta không viết là 9, người ta viết dưới dạng lũy thừa đó là 3 mũ 2. 3 chính là số 3 này. Ok chưa? Và mũ 2 chính là số lượng của số 2, số lượng của số 3 nhân lại. Hình dung chưa? Tiếp tục 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Rồi, thì bằng 3 mũ mấy ạ? 1 2 3 4 được chưa? 3 mũ 4. Ok chưa? Và người ta viết lũy thừa dạng tổng quát đó là A mũ N. A chính là cơ số. Cơ số. Ok chưa? N chính là số mũ. Số mũ hay còn gọi là lũy thừa. Lũy thừa. Đó. Và đây là các bạn đọc là A mũ N. Hình dung chưa? Đó, A mũ N. Ví dụ như 4 mũ 2, 5 mũ 2, 6 mũ 2. Các bạn có thể đọc là 4 mũ 2, 4 lũy thừa 2, 5 mũ 2, 5 lũy thừa 2, 6 mũ 2, 6 lũy thừa 2. Nhưng có một cái tên riêng của mũ 2 đó là bình phương. Bình phương, các bạn có thể đọc là bình phương. Khi đọc bình phương là các bạn sẽ hiểu đó là mũ 2 các bạn. Ví dụ như 4 bình phương là 4 mũ 2, 5 bình phương là 5 mũ 2. Tương tự cái tên riêng của mũ 3 cũng vậy. Đó, ở đây các bạn mũ 3 thì các bạn phải đọc là lập phương. Đó, lập phương. Khi các bạn đọc lập phương thì các bạn sẽ hiểu đó là 4 mũ 3. Mũ 3, 4 lập phương, 5 lập phương là 5 mũ 3. Ok chưa? Đó là liên quan về lũy thừa. Thì quy ước nha các bạn, nhớ quy ước giúp mình. Quy ước. Còn các bạn nào muốn mình chứng minh quy ước này thì các bạn comment ở phía dưới giúp mình. A mũ 0 bằng 1 và A mũ 1 bằng A. Đó, đây là quy ước. Còn bạn nào muốn mình chứng minh thì các bạn comment ở phía dưới. Nghe chưa? Đó là lũy thừa. Vậy tích hai lũy thừa cùng cơ số chính là cùng A nha các bạn. Cùng A, được chưa? Cùng A. Vậy mình sẽ lấy một ví dụ. Ví dụ này, 2 mũ 3 nhân, tức là nhân 2 mũ 4. Được chưa? Đây, bạn quan sát nè. Đây, đây, cùng cơ số là 2 nè. Được chưa? Và các bạn tính giúp mình cái này ra bao nhiêu. Và 2 mũ 7. Được chưa? 2 mũ 7. Thì 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4. 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4. 2 mũ 3 chính là 3 con số 2 nhân lại chính là 8 nhân bao nhiêu ạ? 16. 8 nhân 16 bao nhiêu ạ? Các bạn có thể sử dụng máy tính hoặc là các bạn có thể tính nhẩm nha các bạn. Thì mình sử dụng máy tính đi. Mình bấm ra 8 nhân 16 bằng 128. Ok chưa? Và tương tự 2 mũ 7 sẽ bằng, thì các bạn bấm 2 mũ 7 nè. 2 nè. Được chưa? Mũ nè. Đó, mũ 7 nè. Enter. Rồi, 128. Vậy từ đây người ta quan sát được rằng, người ta thấy rằng đây và đây bằng nhau. Được chưa? Vậy tổng hợp lại 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 bằng 2 mũ 7. Cơ số giống nhau. Mũ 3 4 7. Vậy 3 với 4 như thế nào vậy? Bằng 7 à? Cộng. Được chưa? Vậy người ta sẽ có công thức là A mũ N nhân A mũ M sẽ bằng cơ số viết lại. Nhân thì lấy mũ cộng N cộng M. Ok chưa? Đây là công thức liên quan về tích của hai lũy thừa cùng cơ số. Ví dụ 2 mũ 7 nhân 2 mũ 8 thì sẽ bằng 2 mũ mấy ạ? Lấy mũ cộng nhân cùng cơ số, lấy mũ cộng 7 cộng 8 bằng 10. 15 thì 2 mũ 10, 15. Ok chưa? Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.